trình diễn rất linh động, đẹp trai của Trung tâm Tiếng Nga, nam ca sĩ Mai Tiến Dũng. Lần đầu tiên cho phép mời người chào thân ái đến quý vị của New Orleans. How are you tonight? Vâng, nhân dịp Giáng sinh về, mến chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật là hạnh phúc cũng như ấm áp bên gia đình, cũng như thật sự là sẽ đón nhận được rất nhiều niềm vui trong đêm chương trình ca nhạc ngày hôm nay. Để không mất thời gian quý vị thưởng thức âm nhạc, chúng ta chỉ có, như trước bạn nói, chỉ có 2 tiếng thôi. Mong rằng quý vị sẽ dành hết những chào vỗ tay, những tình yêu dành cho anh chị em nghệ sĩ nhé. Còn bây giờ xin gửi đến quý vị một sáng tác, một sản phẩm mà Dũng đã được trình bày trong CD của Trung tâm Thiên Nga đã dành cho Mai Tiến Dũng cũng như Tóc Tiên vừa rồi. Nhạc phẩm một sáng tác của nghệ sĩ Hoài An, nhạc phẩm được mang tên Nhịp Đập Tình Yêu, quý vị cùng thưởng thức. Không sao thành lời, em cũng đã xa anh thật rồi. Anh luôn mơ về ngày ta cùng nhau thật say đắm, như ánh mắt đôi môi nụ cười, như lắm nét yêu thương rạng ngời. Đôi tay ôm trọn tình yêu cho nhau, từng đường xưa đó đi quanh có mối quan nhỏ mình hẹn hò. Giờ bước chân anh buồn sao, bàn tay đan những ngón tay xinh, rồi siết lấy là tình mình. Hình dáng em yêu vẫn đây, làm sao anh nói cho em nghe những nỗi nhớ đêm rồi ngày. Lặng lẽ anh không còn em, và em có biết em yêu ơi, trong tim anh em là điều đẹp nhất anh luôn ước ao. Còn say mãi cho anh bao ngày qua, dẫu cho em nay thật xa. Anh yêu em, thương em thật lòng, anh muốn sao ngày sau mình luôn là hạnh phúc cho nhau, bên đời nhau. Cuộc sống mày đâu là bao, em yêu anh nghe trăng nhịp đập tình yêu con tim. Còn say mãi cho anh bao ngày qua, dẫu cho em nay thật xa. Anh yêu em, thương em thật lòng, anh muốn sao ngày sau mình luôn là hạnh phúc cho nhau, bên đời nhau. Cuộc sống mai kia đâu là bao, em yêu anh nghe trăng nhịp đập tình yêu con tim. Nhưng anh nhớ không sao thành lời, em cũng đã xa anh thật rồi. Anh luôn mơ về ngày ta cùng nhau thật say đắm, như anh mắt đôi môi nụ cười, như lắm nét yêu thương rạng ngời. Đôi tay ôm trọn tình yêu cho nhau, từng đường xưa đó đi quanh có mối quan nhỏ mình hẹn hò. Giờ bước chân anh buồn sao, bàn tay đan những ngón tay xinh, rồi sẽ lấy là mình. Hình dáng em yêu vẫn đây, làm sao anh nói cho em nghe những nỗi nhớ đêm rồi ngày. Lặng lẽ anh không còn em, và em có biết em yêu ơi, trong tim anh em là điều đẹp nhất anh luôn ước ao. Còn say mãi cho anh bao ngày qua, dẫu cho em nay thật xa. Anh yêu em, thương em thật lòng, anh muốn sao mình luôn là hạnh phúc cho nhau, bên đời nhau. Cuộc sống mai kia đâu là bao, em yêu anh nghe trăng nhìn đập tình yêu con tim. Cuộc sống mãi cho anh bao ngày qua, dẫu cho em nay thật xa. Anh yêu em, thương em thật lòng, em mong sao ngày sau mình luôn là hạnh phúc cho nhau, bên đời nhau. Cuộc sống mai kia đâu là bao, em yêu anh nghe trăng nhìn đập tình yêu con tim. Hãy quay về. Cho anh bao ngày qua, dẫu cho em nay thật xa. Anh yêu em, thương em thật lòng, em mong sao ngày sau mình luôn là hạnh phúc cho nhau, bên đời nhau. Cuộc sống mai kia đâu là bao, em yêu anh nghe trăng nhịp đập tình yêu con tim. Còn say mãi cho anh bao ngày qua, dẫu cho em nay thật xa. Anh yêu em, thương em thật lòng, em mong sao ngày sau mình luôn là hạnh phúc cho nhau, bên đời nhau. Cuộc sống mai kia đâu là bao, em yêu anh nghe trăng nhịp đập tình yêu con tim. Hãy quay về. Yeah, yeah, quay về.
Xin vâng, xin chào và tay vừa rồi quý vị dành cho khúc dịp đập tình yêu. Còn bây giờ xin quý vị hãy lắng đồng lại với Dũng với một khúc tiếp theo, một khúc Dũng rất là yêu thích. Bởi vì Dũng nghĩ rằng trong chúng ta, những quý vị chúng ta ai cũng từng trải qua ít nhất là một lần yêu trong cuộc sống phải không ạ? Thì đối với Dũng, lần yêu, cái lần yêu đầu tiên, first love, là một lần đầu tiên có thể mình gọi là mình yêu sâu đậm nhất, vì mình yêu một cách rất là ngây thơ. Nhưng khi tình yêu ra đi thì mang lại một vết sẹo rất là đau và sâu lắng. Cho nên rằng Dũng gửi đến cái khúc này với quý vị, mong rằng quý vị sẽ cùng Dũng lật lại quá khứ, xem rằng cái lần yêu đầu tiên mình có thật sự, khi tình yêu đó ra đi, mình có đau đớn như lời bài hát mà người nhạc sĩ muốn gửi gắm cho ca khúc không nhé? Một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, nhạc phẩm được mang tên Chia Tay. Tình đầu sẽ bị cùng thưởng thức. Người yêu hỡi, xin dấu lệ sâu khi chia tay tình đầu. Dù xa cách như những ngọt ngào, ta quên nhau ngày nào. Còn đâu đó trên phố hẹn hò, còn yên giấc phương một đời. Người yêu ơi cười lên đi, dù lòng ta nát tan. Tình yêu đó như phép nhiệm màu cho ta qua từng ngày. Tình yêu đến như sóng sâu xa, ta yêu em nồng nàn. Tình như gió bay đến tình cờ, để muốn hiểu khô héo đời chân. Người yêu ơi tình đôi ta làm cơn đau cuối cùng. Lần cuối sẽ do chua xót, để trái tim bước băng giá. Dù nhớ trong phút chia ly sao cay đắng. Sống dịu dàng, ta yêu em nồng nàn. Tình như gió bay đến tình cờ, để một kiếp khô héo đợi chờ. Người yêu ơi tình đôi ta là cơn đau cuối cùng. Lần cuối xin dấu chua xót, để trái tim bớt băng giá. Dù nhấm trong phút chia ly sao cay đắng. Lần cuối không nói xa cách, sợ ướt đôi mắt nhung nhớ. Đường phố trong phút chia ly cúi đầu. Lần cuối xin dấu chua xót, để trái tim bớt băng giá. Rượu nhấm trong phút chia ly sao cay đắng. Đường phố trong phút chia ly cuối.
Xin cảm ơn những chào vỗ tay quý vị vừa rồi ạ. Quý vị ơi, hình như đêm nay Christmas mà ai cũng thi dưới thế kia, tuy là đèn tối nhưng nghĩ rằng quý vị khán giả nào cũng có đôi có cặp phải không ạ? Mà Dũng đứng trên đây một mình thì có vẻ hơi bị buồn. Không biết có nên là mời ai ra cùng đứng với Dũng không ạ? Chắc phải mời một người đẹp ra chung vui cùng với Dũng đêm nay cùng với quý vị quá. Quý vị có đoán được không ạ? Ai ạ? Tóc Tiên à? Vậy quý vị đã sẵn sàng cho sự xuất hiện nóng bỏng chưa? Yes. Vậy xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho sự cho đón của nữ ca sĩ Tóc Tiên. Merry Christmas! Lần đầu tiên cho phép Tóc Tiên gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ không làm mất thời gian nhiều hơn nữa, Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị một bài hát mà hai anh em được rất là nhiều sự yêu mến của khán giả khắp mọi nơi đã từng trình diễn trên sân khấu Thứ Nghe First by Night VIP Party. Bài hát được mang tên Rồi Mai Ta Bên Nhau. Xin mời quý vị. Trong đêm khuya vắng, đôi chân lang thang bất định kỳ, tìm về những dấu hiệu xưa ngày nào mình còn trong mưa. Đừng vội vàng em hỡi, khi con tim anh vẫn luôn mong chờ tình yêu sẽ nhắc em quay trở về, về một nơi xa lắm, ta sẽ luôn bên nhau. Rồi ngày mai nhé, đất ta không chia xa, không còn những đêm tối. Mình cho nhau những nhớ thương mà mỗi hôm tình yêu đã sai. Có nhớ không anh ơi? Anh nhớ em thật nhiều. Có lẽ qua đêm nay, rồi mai ta lại say mê. One more hả cơ? Này không biết là trong chương trình không có mà quý vị có vẻ sung quá, sung hơn quý vị khán giả và show đầu tiên nữa mà. Nếu đi vô thì có vẻ bị thất lễ không à? Vâng, thế quý vị thì không thể nào mà đi vô khi những chạm vào tay quý vị lại cứ rần rần như thế được. Nhưng mà có thể nghe lại thêm một nửa mà, sướng quá.
vẫn còn chưa đủ, một lần nữa nè. 1, 2, 3, come on. Đi hát với anh Dũng bao nhiêu lâu rồi hôm nay mới dám tỏ tình? Quý vị có đồng ý không? Tại vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Christmas là một ngày mà Tóc Tiên có thể nói là một cái thời điểm lãng mạn nhất để cho những lời tỏ tình, đúng không ạ? Khi thời gian như đứng yên lại, quãng ngày dài ôi chiếc hôn đầu, và giữa hơi thở đêm anh ngày ngát đắm say vị ngọt đôi môi, cho dù mai đổi sao rồi, trái tim này vẫn chỉ một người, dù phải chịu chẳng luôn muốn nghiền kia vẫn yêu một mình anh thôi. Ai nói xạo ý? Trái tim này vẫn chỉ một người, dù phải
chịu chậm nỗi buồn khi kia vẫn yêu một mình em thôi. Khi thời gian thì đứng yên lại, có nên dài ôi chiếc hôn hồng và giữa hơi thở đến bên ngày gần đắm say vì một đôi môi. Cho dù mai mất đôi sao rời, trái tim này vẫn chỉ một người. Phải chiều chậm luôn muốn nhìn kia vẫn yêu một mình tiến thôi. Một mình điên thôi. Một trò chơi thật lớn nữa cho nữ ca sĩ Tóc Tiên và Merry Christmas and Happy New Year.